Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tin nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 phút đến 20 giờ hàng ngày. Bích Thủy và Hai Cang rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý vị trong số phát sóng ngày hôm nay. Tin nóng 24 giờ thứ 6 ngày 9 tháng 8 2024 sẽ gồm các nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh, cây xanh ở công viên Tao Đàn gãy đổ làm 2 người tử vong, 3 người bị thương. Hành vi đẹp trong cơn hoạn nạn. Đề xuất hạ mức phạt đối với vi phạm nồng độ cồn. Thưa quý vị, một tai nạn hết sức thương tâm vừa diễn ra hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, tại công viên Tao Đàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra sự cố ngã đổ cây xanh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận có vụ việc trên. Được biết, 5 nạn nhân là những người dân đến công viên để tập thể dục. Không may một nhánh cây tươi bất ngờ ngã đổ dẫn đến sự việc. Sáng nay, Công an phường Bến Thành bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Công an quận 1 ghi nhận lời khai những người có mặt xung quanh, trích xuất dữ liệu camera để làm rõ. Đại diện công ty cây xanh cho biết, cây có nhánh bị gãy thuộc họ dầu, cao khoảng 20m, nhánh cây còn xanh. Các nhánh bị gãy đường kính 20-30cm, dài gần 10m. Thời điểm xảy ra sự việc khoảng 7 giờ 5 phút sáng, lúc này khu vực không có gió và mưa. Hôm nay, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ tai nạn liên hoàn tại cầu Phú Mỹ xảy ra vào chiều qua. Bước đầu, vụ tai nạn không gây ra thương vong nhưng tài sản thiệt hại là rất lớn. Lúc 14 giờ 43 phút hôm qua, xe tải biển số tỉnh Kiên Giang do tài xế tên Dũng, 37 tuổi cầm lái, nghi bị mất thắng, tuột dốc trên cầu Phú Mỹ, hướng quận 7 đi thành phố Thủ Đức, rồi tông liên hoàn vào nhiều phương tiện phía trước. Tại hiện trường có ít nhất 6 phương tiện hư hỏng nặng, trong đó 3 phương tiện cháy rụi, chắn giữa cầu Phú Mỹ. Hiện trường vô cùng hoảng loạn, giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài hơn 3 km. Tại hiện trường, 3 xe ô tô bốc cháy dữ dội, trong khi các xe khác bị biến dạng hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người đi đường bất chấp hiểm nguy lao vào hiện trường tìm cách giải cứu người bị nạn. Họ tìm cách đẩy chiếc ô tô ra nhưng bất thành vì các phương tiện đã dính chặt. Ba người hùng mặc áo công nhân nhanh trí trèo lên đầu ô tô, dùng tay giật kính chắn gió, một số người khác hỗ trợ kéo các lớp kính và dùng bình xịt chữa cháy vào đuôi xe. Lúc này bên trong ô tô, tiếng kêu cứu của ông L vẫn vọng ra bên ngoài. Khoảng một phút sau, nhóm người hùng giải cứu được ông L ra bên ngoài an toàn. Đó cũng là lúc ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhiều người đi đường đã dùng điện thoại ghi lại quá trình những người hùng giải cứu nam tài xế bị nạn, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Đến sáng nay, đoạn clip nhận được hàng trăm ngàn lượt yêu thích, chia sẻ và sự tán thưởng của cộng đồng mạng vì hành động nhân văn. Tại Bình Phước, thưa quý vị, sau vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn LC Buffalo sản xuất dầu điều ở khu phố Bầu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã ký văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Phước phối hợp cùng các sở ngành liên quan khẩn trương thăm hỏi chu đáo, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần những gia đình liên quan đến vụ tai nạn thương tâm này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu các sở ngành tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy nổ, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý vi phạm nếu có theo quy định, tăng cường hướng dẫn thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, để xảy ra các vụ cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo chỉ đạo, thanh tra kiểm tra giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý. Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 5 tháng 8, hai thợ hàn Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Văn Thùy vào công ty trách nhiệm hữu hạn LC Buffalo để bảo trì lò hơi. Trong lúc đang bảo trì, một lò hơi bất ngờ bị cháy, phát nổ, sau đó bốc cháy, lan rộng sang các khu vực nhà xưởng công ty, khiến hàng trăm công nhân hoảng sợ bỏ chạy. Vụ cháy nổ nghiêm trọng khiến hai thợ hàn tử vong. Tiếp tục là các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý.
Cơ quan Cảnh sát điều tra PC03 Công an tỉnh Sơn La vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Hà Văn Phúc, nguyên chủ tịch xã Triền Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về tội giả mạo trong công tác. Cụ thể, vào tháng 7 năm 2022, Hà Văn Phúc đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch Ủy ban dân xã Triền Yên, huyện Vân Hồ, đã bắt tay với Phan Cao Cường, nhân viên một công ty tư nhân tại Hà Nội, làm khống hồ sơ giải quyết thủ tục về đất đai, giúp Cường sử dụng để chứng minh năng lực công ty nhằm xin chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn xã Triền Yên. Đến cuối tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Cao Cường, sinh năm 1979. Trú tỉnh Thanh Hóa cũng về tội giả mạo trong công tác theo quy định tại Điều 359 Bộ Luật Hình Sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau hôm qua đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Ngọc Minh, 55 tuổi, chi cục trưởng và ông Phan Văn Hiền, 49 tuổi, chi cục phó chi cục thuế khu vực 3 thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trưa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời đã tiến hành khám xét nơi ở làm việc của hai bị can trên. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6-2018, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau ký quyết định ủy quyền cho chi cục trưởng chi cục thuế khu vực 3, trước đây là chi cục thuế huyện Trần Văn Thời, ký hợp đồng ủy nhiệm bưu điện huyện Trần Văn Thời, thu thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh ở huyện. Từ năm 2018 đến 2020, chi cục thuế khu vực 3 và bưu điện huyện Trần Văn Thời ký kết 3 hợp đồng ủy nhiệm thu thuế. Hợp đồng quy định bưu điện không được ủy nhiệm thu thuế lại cho bên thứ ba. Trong giai đoạn này, bị can Trần Ngọc Minh với vai trò chi cục trưởng đã cùng Phan Văn Hiền, chi cục phó chi cục thuế khu vực 3, lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo lập khống chứng từ thanh toán tiền thù lao ủy nhiệm thu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền hơn 420 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, người dân tại một số tỉnh, thành phố liên tục nhận được các cuộc gọi yêu cầu cập nhật sổ bảo hiểm xã hội. Nhưng thực chất, đây là các cuộc gọi lừa đảo. Những ngày qua, một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy bất an khi có nhiều cuộc điện thoại tự xưng là người của bảo hiểm xã hội, yêu cầu ông có mặt tại trụ sở bảo hiểm để cập nhật lại thông tin. Các đối tượng yêu cầu ông phải cung cấp mã định danh, số sổ bảo hiểm xã hội qua một đường link do chúng tạo ra. Điều này khiến ông nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo. Tuy nhiên, những ai cảnh giác, nhận ra các cuộc gọi đó có dấu hiệu lừa đảo, không làm theo, liền bị các đối tượng chửi bới đe dọa. Ngành bảo hiểm xã hội thông tin, nếu người dân có nhu cầu cập nhật sổ bảo hiểm xã hội thì liên hệ trực tiếp đến bảo hiểm xã hội ở địa phương để được hướng dẫn cụ thể. Một vấn đề đang được người dân hết sức quan tâm. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa đề xuất hạ thấp mức phạt tiền so với quy định hiện hành đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Đề xuất này hiện cũng nhận được nhiều ý kiến từ cả phía người dân và chuyên gia. Tuyến đường Lê Đức Thọ, Hà Nội, theo ghi nhận, tình trạng vi phạm nồng độ cồn của tài xế xe ô tô đã giảm hẳn. Đối với xe mô tô, xe gắn máy, mức vi phạm cũng chỉ ở mức độ 1-2. Tình trạng tài xế vi phạm kịch khung cũng đã không còn nhiều. Ban ngày và gần đây thì là chở anh tiện xe, chở anh về. Sorry, hôm nay mình hơi có lỗi chút. Vi phạm nồng độ cồn thì là cải thiện rất là tốt. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp là vẫn sử dụng rượu bia trong khi tham gia giao thông. Tất cả các cái ca tuần tra kiểm soát được ban chỉ huy phòng, ban chỉ huy đơn vị là cắt ca công tác là khép kín địa bàn, và thứ hai là trong các cái ca công tác thì có sử dụng việc kiểm tra về nồng độ cồn để làm sao xử lý triệt để về cái vi phạm này. Điều này cho thấy người dân đã có ý thức hơn khi tham gia giao thông không sử dụng chất có cồn. Để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Bộ Công an vừa đề xuất hạ thấp mức phạt tiền so với quy định hiện hành đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Theo đề xuất, đối với người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự, mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng thay vì mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng hiện hành. Mức phạt đề xuất với xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự là 400 đến 600.000 đồng, quy định hiện tại là 2 đến 3 triệu đồng. Đề xuất này được nhiều người dân đồng tình. Ý thức của mọi người giờ nó sẽ giờ nó nâng cao hơn rồi, nên là mong công an tạo điều kiện là giảm xuống còn 800 đến 1 triệu. Theo các chuyên gia pháp lý, đề xuất giảm nhẹ mức xử phạt không gây mâu thuẫn với quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn trước đó. Bởi mục đích cuối cùng của việc xử phạt là nâng cao ý thức, thói quen tuân thủ pháp luật, hướng đến sự an toàn khi tham gia giao thông của người dân, cũng như đảm bảo tài sản, tính mạng của họ.
Tôi cho rằng đây là một cái bước tiến khá dài trong cái kỹ thuật lập pháp, bởi vì sao, nó đã phân hóa được ra cái trách nhiệm của cái người vi phạm. Đây là một cái mang cái tính phòng ngừa giáo dục mà cái pháp luật đang hướng đến thì nó sẽ nhiều hơn. Và mức phạt này á, để cho giúp cho một số người có thể cảnh tỉnh, và cái quan trọng hơn để hiểu rằng là khi vi phạm hơn thì mức xử phạt nó sẽ rất nặng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về việc tuân thủ nghiêm túc quy định nồng độ cồn, bằng không khi lái xe, để người dân hiểu việc giảm nhẹ hình thức phạt không có nghĩa nương nhẹ cho người sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Một khi bị phát hiện hoặc gây tai nạn giao thông, sẽ vẫn bị xử lý nghiêm. Tin nóng 24 giờ hôm nay tiếp tục cùng quý vị trải nghiệm trên tuyến metro Nhổn, ga Hà Nội. Thưa quý vị, đúng 8 giờ sáng qua, tuyến đường sắt đô thị trên cao Nhổn, ga Hà Nội chính thức vận hành và phục vụ miễn phí người dân trong 15 ngày đầu tiên. Đây là tuyến đường sắt đô thị thứ hai của thủ đô Hà Nội được vận hành thương mại sau 15 năm triển khai với nguồn vốn lên đến 35.000 tỷ đồng. Việc đưa vào khai thác tuyến metro này kỳ vọng sẽ tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân thủ đô. Những hành khách đầu tiên được lên tàu trải nghiệm miễn phí đoạn trên cao từ ga S1 đến ga S8, tức là từ ga Nhổn đến cầu Giấy. Sống nhiều năm ở thủ đô chen chúc, tắc đường, từng chứng kiến dự án chậm tiến độ, đội vốn, nay được lên chuyến tàu hiện đại, nhiều người bày tỏ vui mừng, phấn khởi, được hưởng thụ một tuyến đường sắt trên cao hiện đại và sạch sẽ. Nay tôi trên 70 tuổi mới đi được chuyến tàu đầu tiên. Đây là sự phát triển của đất nước. Tôi cảm ơn chính phủ đã có những cái thành tích xuất sắc cho bà con tôi được hưởng thụ. Ở đây trước tiên là quy củ hơn, là mong muốn là phục vụ thì thật là chủ đạo. Bởi vì rằng là đây mới là đường tàu số 2, còn có 10 đường tàu nữa cơ mà. Đoạn trên cao sẽ bắt đầu từ Nhổn đến cầu Giấy, bao gồm 8 ga, Nhổn S1, Minh Khai S2, Phú Diễn S3, cầu Diễn S4, Lê Đức Thọ S5, Đại học Quốc gia S6, Chuồng Hà S7, cầu Giấy S8. Trong 3 tháng đầu, giờ mở tuyến sẽ bắt đầu từ lúc 5:30, giờ đóng tuyến là vào lúc 22 giờ. Giãn cách chạy tàu đều đặn 10 phút một chuyến. Trong thời gian tiếp theo, tùy theo nhu cầu, hành khách sẽ được chỉnh cho phù hợp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến. Với lộ trình này, rất nhiều người dân, đặc biệt là đối tượng sinh viên, học sinh rất thuận tiện trong quá trình di chuyển. Cảm thấy rất là hứng chịu. Thứ hai là trải nghiệm trên tàu chạy rất nhanh và êm. Mình là một người ở ngay ga thì là mình rất là thuận tiện để được đi vào nội thành. Với xe máy thì đi vừa lâu vừa nóng mà lại còn tắc đường, thì ở đây vừa nhanh, thuận tiện và mát mẻ. So với tàu Cát Linh, Hà Đông thì tuyến Nhổn ga Hà Nội cũng được đánh giá công nghệ hiện đại, nhà ga thoáng mát sạch sẽ. Tuy nhiên, ngày đầu trải nghiệm trên tàu, nhiều người cảm nhận khi tàu rời ga hoặc dừng lại đều xảy ra hiện tượng giật cục. Đông người mà đúng là cái mà bà con phấn khởi có cái chuyến tàu này. Còn cái nhược điểm nhé, nhược điểm là khởi động là nó giật và dừng lại cái là nó rúi. Đấy, mới gọi là phanh gấp ấy, kiểu như phanh gấp. Đoạn trên cao của tuyến metro Nhổn ga Hà Nội dài 8,5 km sẽ vận hành thương mại với giá vé là 12.000 đồng một lượt một tuyến, miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người cao tuổi trên 60 tuổi, người khuyết tật. Giá vé ngày là 24.000 đồng. Một clip ghi lại cảnh một xế hộp sang trọng nhưng lại lấn làn trái phép trong khi tham gia giao thông. Không may cho xế hộp này, khi chiếc xe ô tô đi đúng chiều kiên quyết không nhường đường, đồng thời bấm tín hiệu còi với vần điệu khá hài hước. Xe trái luật buộc phải nhường bộ và phải lùi xe một đoạn dài theo tiếng còi xe. Điều này khiến cộng đồng mạng tỏ ra thích thú. Một số comment cho rằng phải cứng rắn như bác tài kia để cho xe ô tô màu đen lùi một lần cho nhớ. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Nóng 24 giờ, chương trình do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ ngày mai, 19h45 phút trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, v.v., quý vị có thể gửi về chương trình theo địa chỉ tin nóng đồng nai@gmail.com. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.